mình á. Rồi giặt chưa có xong nên thôi mình mặc tạm cái áo rách rách này. Thôi tí đi cô gái bạn ơi. Đó, ok, cái gì đâu. Ok, đi thôi. La 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 la. Đi thôi bé Cam ơi, hôm nay hai chị mình sẽ đi câu cá. Ủa trời. Wow. Xin chào. Sim ơi, trời ơi, đâu ra chiếc xe xịn sỏ mà cười vậy, đâu chơi vậy? Trời ơi, nghe nói sao đi lại đổi đời đó hen. Ủa, đổi đời gì? Ủa, gì gái? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì đây? Chị đang ở trong một cái thùng xốp sao? Chị bây giờ người ta sống là người ta sống ở người ta nhà lầu xe thôi, mà bây giờ chị còn sống trong này. Trời ơi, không sang. Trời ơi, Mui ơi, chết rồi. Người ta đổi đời là người ta đổi từ cái nhà thường lên cái nhà lầu. Đây mình đổi từ nhà lầu xuống nhà thường. Và đây còn thậm chí còn không được gọi là cái nhà nữa, là dữ chứ vậy. Ủa gì vậy mấy cái người này? Đây là cái nhà phụ của tôi. Tí tôi chỉnh nhà chính là cái nhà tôi hơi bị đẹp, bị to. Sao hai người che tôi vậy? Tôi nhìn thấy hơi bị đẹp, hơi bị sang nha. Nhà phụ nhà chính ở đây chắc đây là cái nhà mà ở thường xuyên này, ăn ngủ nghỉ trong đây đúng không? Áo quần thì còn rách dưới như thế này mà đòi có nhà xịn hả? Bị ảo tưởng hả? Mấy cái người này, trời ơi trời, đừng tưởng nhìn tôi vậy thôi, tôi hơi bị giàu nghe. Trời ơi, tôi là chủ tịch nhà nghèo đó. Mùi ơi, chúng tôi không thể nào nói chuyện với một người mà nhà cũng không có năng sống với người hùng xốp được. Thôi bây giờ chị em mình đi uống trà chiều đi. Chứ còn đi nữa, chứ còn giàu này là giàu gì chứ không phải là giàu sang đâu. Từ em có cái này nè, cho cái gì em ấn mình. Không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, bây giờ những cái con người mà che tôi, bây giờ tôi sẽ xả tiền để tôi làm cái phòng màu hồng được chưa? Xả tiền chưa? Bao nhiêu kim cương mua sạch để làm một cái căn phòng màu hồng siêu đáng yêu. Ok. Yeah. 59 kim cương đòi xả kim cương. Chưa. Người ta là người ta rủ ở đây để người ta mua kim cương. Ok, vậy mấy người không tin đúng không? Đây. Giờ là quân tử Nhất Ngôn xuống đây mua một đống kim cương. Mọi người đừng sợ, đừng giỡn đùa, đừng có che tôi. Tôi là chủ tịch giả nghèo đây. Bao nhiêu? Giả nghèo thì cái 2.499 á, cái đấy là chủ tịch. Không, cái đó là nó quá nhiều. Sao mà mình mua 1 triệu thôi, 1 triệu là rất là to rồi. 1.3 triệu nên là các bạn đừng quên xem clip này, xem quảng cáo cho mình nha, mình cũng hết tiền rồi, nói chung là ok. Rồi bây giờ 1.299 đó, tôi dùng số tiền cho mua nha, đây mua luôn. Trời ơi, chị ơi. Ham. Ok, rồi nhìn nhau xưa nè. Ok, đây là bây giờ tất cả mọi thứ trong này, tất cả mọi thứ đi màu hồng tôi sẽ mua hết, ok quý vị. Ơi, giỡn vậy. Nhưng mà bây giờ cá mui bảo cái gì màu hồng là sao mi phải mua cái đó? Rồi, chị làm mi thôi, tụi mềm vậy, cái gì màu hồng hợp lý là mua. Ủa, sao vậy? Có đồ trang trí màu. Có, bây giờ chị nhớ trong cái gói này, nè. Có đồ màu hồng. Wow. Ui, của cái xe này là xịn này. Cái xe này mà để trong nhà thì quá đẹp. Đó, tôi chỉ quan tâm là cái xe nè. Cái mắt chéo cùng màu hồng, cái khay bánh, cái khay giày, cái khay giày luôn, cái thảm, cái gương, cái tủ, đồ hộp quà đó, tôi chỉ quan tâm nha. Thật ra là cái thứ mình quan tâm phải bộ đồ, mà quan trọng là những cái đồ trang trí, nên là mình mong là em thấy mấy đồ trang trí hơi bị hiếm đấy. Đúng rồi, nên là mình chỉ xe kia chắc là khoảng 2.000 kim cương mới ra, chứ còn 1.000 không đủ đâu. Thôi nói chung là mình chỉ lập gọi là 270 kim cương thôi, tại cũng ít tiền, tại tiền về sau này trang trí thôi. Nói chung là giờ ai có xe đâu, xe phải 2.000. Ai vía mặt này, ai vía mặt này. Cách cái chỉ cách trước đi. Rồi cách trước đúng không? Rồi cách một cái. Đây đúng không? Cái này nè. Rồi. Ok. Rồi có một cái là 300. Rồi vía ai vía đầu tiên? Tôi vía đầu tiên nè, chắc sẽ may mắn. Cho ra vật phẩm để trang trí nè, vật phẩm trang trí nè. Ra tủ đẹp nha. Được thì theo. Được.
xoay cho hai bên. Sim kìa. Ủa đâu có giày mình đâu. Đâu cần đâu, thật ra cái giày mình không cần. Hơi phèn nha. Cái thảm mà. Được nha, được. Thôi thảm được nó. Được. Cái cuối của tôi này, cái cuối của tôi này, xe này. Hai cái thảm luôn, hay quá. Đó, tổng kết cũng 3 vật trang. Sao nó làm trùng lặp nhau dữ vậy? Thôi cũng được, nói chung là cái này nói chung là chốt sổ lại là thôi như là bây giờ là gạch này. Rồi. Thôi nốt lần cuối à, còn chừng này thôi á. Nốt lần cuối thử xem. Tại vì tiền này tôi muốn để mua đồ này còn 900 mấy à. Thôi. Sao đâu, giá xe mà. Giá cái xe bây giờ ra được cái xe xịn nào. Bây giờ 270 ra được cái xe xịn thường không? Đúng không? Đặc biệt đâu, nó là hiếm không? Thấy mùi vũ rồi bà. Do cái xe rất là hiếm các bạn. Đúng rồi, nên là thôi. Nhưng mà em tin là em may mắn rồi. Mình trang ký xong tí mình trang ký xong phần trăm mình gacha được không? Tí đi. Ok, rồi giờ vô nhà đi bây giờ. Các bạn sẽ được vô nhà của Sammy Đào nha. Cái nhà tôi đẹp vậy mà mọi người chê. Thầy luôn, không hiểu. Tôi chưa thấy. Nãy giờ vô chê luôn á, tôi chưa thấy. Đó, đây cái nhà của tôi nè. Đây, vô đây các bạn ơi. Bây giờ làm sao để cái nhà này màu hồng đúng không? Chưa đủ hồng đúng không? Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với phần gọi là trang trí nhà nha các bạn. Đó. Cái nhà vậy mà chưa chê là sao? Chê là sao? Đẹp như chê vậy. Chê là đúng rồi, chứ còn muốn đẹp như thế này mà chê. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái phòng mình trang trí full màu hồng luôn nha. Từ từ để em coi. Em lấy phòng ngủ của chị đi. Phòng này được không? Được. Có nhỏ quá không ta? Cái phòng này ngày trước là phòng bếp của Camui nè. Đây có cái cổng này đẹp quá trời. Em nhìn ra phòng này đi. Chị đừng có dụ. Rồi ok, vậy đến phần trang trí nha. Giờ cái đầu tiên là chúng ta phải thay cái gì? Thay tường nhà quá phèn nha bạn. Đúng rồi. Sàn. Cái này được không? Được quá à. Em nghĩ anh sẽ màu trắng tiếp nhạc tự lên. Tiếp nhạc ghê quá. Đấy được. Xấu quá. Ui, này trắng này cho gỗ đi, gỗ. Cho trắng này được, trắng này được. Ok, thì chốt đơn nha, còn màu tường đâu? Màu tường là mình qua đây tường. Ôi giời ơi, nhức mắt quá rồi. Cái này mà lủng mắt luôn bạn. Chớp gì đó. Cái này chắc ổn rồi. Được. Đây. Được. Cái kia còn hơn kia hơn rồi, từ từ để xem coi lướt hết sao play tôi kia được không, có cái gói nào mà hồng mà đẹp vậy, sao có màu xanh mua đẹp quá vậy. Rồi. Làm sao màu xanh người ta đẹp thì làm sao này đúng không? Khổ quá nè, bắt đầu khổ nè bạn ơi. Rồi cái này được không? Cái này đi, cái này là hết chốt được rồi đó. Trời ơi, vậy là được rồi đó. Tao nghĩ là đây hồng chưa, tí nữa mình lót sàn cho hồng ha. Xong rồi Sammy phát hiện ra Sammy hết tiền sao? Trời ơi, sao vậy? Có hình tiền vẫn đùa. Trời ơi, rồi chắc. Trời ơi, rồi tôi coi còn gì mà hồng nè. Đây tôi đồ hơi bị nhiều đồ màu hồng. Cái cây ở ngoài rồi, còn cho cây ở trong rồi nữa. Đây là phòng ngủ mà. Tôi đây, tôi có cái này nè. Tôi không hiểu sao tôi có cái này nè, đẹp không? Mà cho cái này chi vậy? Để đúng rồi mà. Phòng tôi muốn làm gì làm chứ trời, nó màu hồng là được. Đây tôi trang cái màu hồng kệ tôi. Đó. Đây là cái ghế nào? Ghế này trong này, ghế này là ghế này đây, ghế trang điểm là để đây ha, từ từ trang điểm. Chỉ có thể đó tạm thời đi lắm. Để tạm thời đi, đúng rồi, tạm thời đi, coi có gì còn cái súng này làm gì đây, bắn người hay gì đây? Ngoài súng này. À, được, súng này ngoài được, hợp lý ạ. Tại vì sao súng này mình để mình đó, mình chỉnh hướng nè. Đó. Súng để ngoài. Đó, rồi. Cho phòng ngừa. Từ từ, để em tắt cái này coi đó. Hai cái súng ai mà vô phòng tôi bắn cái đùn. Trời ơi. Ai mà vô phòng em mà không gõ cửa là bắt cái đùn. Đó chưa? Nhìn sơ có cái tiệm ngoài màu hồng đi cho đẹp. Vậy ở ngoài được không? Ở ngoài được không? Xíu đi, xíu bên trong mình coi cho là cái bên trong nội thất này nè. Đó, đồ túi thôi đi chung không? Thêm cái cầu vồng kia, cầu vồng màu hồng. Cầu vồng nó to quá không? Không, nó bé xíu. Nó bé lắm. Oh my god, nó ra cái giường này vậy? Ê, quá trời đẹp. Wow. Ờ, để chị. Trời ơi. Không biết cái bạn nào biết cái này là quái gì, cái này chắc là từ quái các bạn. Thôi, không có màu hồng. Đen sữa màu hồng. Màu hồng mà hồng từ đến với tôi đi bạn. Rồi thề luôn. Có 16 cái đen sữa luôn à. Lật nhiều lắm em ơi, lật nhiều lắm đây. Trời ơi, tôi thật luôn. Rồi cái này mọi người. Rồi. Nên chỉnh lại cái sàn thôi, muốn cái sàn màu hồng ghê luôn á. Chỉnh được. Cứ để đi sau mình sẽ chỉnh được. Xíu nữa mình sẽ chỉnh được xíu. Luôn. Bây giờ mình chỉnh trong cái đồ của mình không phải mua. Bạn hoa hồng kia, cái bàn hồng kia. Hoa hồng hoa hồng. Từ từ, bình tĩnh. Phòng của em. Đây cái bàn này, cái bàn. Ủa, ê nó hộp rơ nha, Cái này để đâu? Để đây được không? Được. Đây được, đây. Thêm cái nữa. Thêm cái. Trời ơi, tính ra chị em mình lật 4 cái mà không biết làm gì nhưng mà. Dư quá nè. Rồi cái gì vậy? Đây. Đó.
cái này là công chúa điện hà rồi mà, không còn gì hơn. Đây cái gương, trời ơi cái gương này quá đẹp rồi, thề luôn. Xoay ra đây gương xoay đây đúng không, để đây được không? Đây để sát bên kia đi, để sát bên kia đây hả? Đây không, bên trái thôi, về chỗ cũ đi. Thôi đó là về chứ. Bà thì mệt ghê luôn, dịch qua bị chề gì đó bà, thấy mệt không? Chị có anh gói mua đồ rồi đó, màu xanh à? Không, em có màu xanh nó ra đây, còn cái thảm này mui lật ra. U đây được nhà, yếu vào nhà luôn. U thảm nó đẹp chưa kìa, trời ơi. Ê, tao ra cái thảm này được luôn á, một cái thảm này được luôn á, chắc khỏi cần ha. Này đủ rồi, được rồi. Rồi ok, quan trọng là bây giờ còn dư mấy cái, đây cái giày nó, trời ơi nãy được cái giày, trời ơi quá đẹp. Rồi chắc là hết rồi, đây hình như là bây giờ mình đang thiếu cái gì đó, thiếu cái bàn trang điểm và những bức tranh đây. Ok bây giờ chúng ta cùng đến với cửa hàng nội thất, là bây giờ bắt đầu tốn tiền nè. Đây làm sao ghế, ghế cần không? Tại vì những cái đồ đắt tiền hồi ấy mình đã có rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bàn trang điểm, mình bàn trang điểm, bàn trang điểm. Hết cái bàn trang điểm ra 4.200, trời ơi xuất sắc. Ôi, em nhìn không ra, cái này bằng trang điểm đúng không? Không, ok, chốt đơn đó, chốt đơn đây, từ bằng trang điểm thì để đây đúng không? Cho để sát tường bên trái ạ. À. Đây. Đó. Đúng rồi, cho cái, xong rồi cho cái ghế. Ghế. Ê, hợp rồi nha. Bằng một cách là nó rất là hợp rồi. Oh my god. Sao được mùi chỉnh mà, mùi bảo mà. Ê, nó rất là hợp luôn các bạn. Cái tủ quần áo, cái tủ quần áo, thì tủ quần áo rồi. Ê em không có tủ màu hồng quá bạn ơi. Ô có, trời kìa. Đâu cái tủ nó nhỏ như này được hai ba cái vào, trời ơi hai cái tủ hả? Em không đem mấy cái bàn trang điểm nè. Ờ không, mà bàn này đẹp hơn, bàn này đẹp hơn, bàn này đẹp hơn, bàn này đẹp hơn. Mình có gương rồi, mình có gương rồi. Đây tủ, một cái tủ này hơi thiếu nha, hơi thiếu nha. Hai cái tủ vào xong mình tỉ ra thêm. Trời ơi em không muốn chồng em là người đây được không? Đây đó, chồng á, thêm một cái tủ nữa, thêm cái tủ này nữa. Đó đúng rồi đó. Ấy trời, dân đề con khác các bạn thấy chưa? Từ từ lại, chỉnh lại, chỉnh lại cho đây được không? Cái tắt này đưa hơi kỳ, sát vào nhau đi bà nội. Ủa sao đây khó chịu quá bạn. Đây rồi được chưa? Đẹp đó. Hình như phòng mình hơi thiếu gì không? Hơi thiếu chanh. Ê có rèm cửa không nhỉ? Trong này có rèm cửa không nhỉ? Không biết, thử xem thử coi. Rèm cửa bự nhưng mà không có rèm cửa. Nhiều cái đẹp lắm nha. Thật ra Play tôi cái đồ nhiều quá đẹp lắm luôn á. Ê một tí cũng nhiều nè. Có chanh từ từ. Làm chữ Sami đâu? Làm chữ Sami đâu? Sam ơi. Mình nhắm mình đủ tiền không? Đủ chứ. Không đủ đâu. Mua thêm. Mà. Mình mua thêm được. Chị đang nói gì vậy? Đu. Chị đang làm gì vậy? Chị đang làm gì? Đây, chữ Sami Đà không, ê, chữ Đà không có hồng. Buồn quá à. Em có được phun nào? Ok không à? Hay là thôi làm hồng đi, phun hồng đi. Đúng rồi, chữ tiếc ghê luôn mấy bạn ơi. Không có làm được chữ Sami Đà, tại Sami Đà là nó một khác. Chưa, bây giờ đang làm những thử kim cương, bây giờ mình phải xoay ra cái xe hồng. Trang trí mình ai nhét xe hồng vào. Tiền em mà em tưởng tiền chạy giống á, từ. Đây không có cái gì đấy bạn ơi, từ. Ê không có gì thật, không có gì mà hồng luôn, có thùng rác. Nhiều đây thùng rác thì mình để đến nơi để gần bàn trang điểm, để bàn trang điểm đây, bàn trang điểm xong mình để ra đây. Trời ơi cái gì cũng có chứ bạn, cái vườn hoa trồng cây hoa màu hồng đi được không? Hoa cũng được đây nè. Trời ơi, trời ơi nó đẹp, đẹp dễ sợ chưa. Để đây đúng không hả, hay để đâu? Đây à, đây là được rồi. Để đây được rồi. Ok nha, vẫn còn một góc. Em để chậu cây ở góc bên này đi. Bên này á? Ờ bên này còn chưa, bên này chưa có. Để chậu cây sang đấy. Hai bên đi hả? Đúng rồi, hai bên đúng chính xác. Em tôi giỏi tát đi. Đâu bấm đi. Đây gì vậy? Không đủ tiền. Không cái gì mua thêm được. Mua được mua tiền mà để mình làm như này, để mấy bạn fan biết là mình mua bao nhiêu tiền không, là cái căn phòng này trị giá bao nhiêu tiền, nó có lý do. Tôi phải quay chứ. 28.000 đồng vốn đúng là tiết kiệm đó bạn. Làm dữ vậy ta. Tí nữa tôi phải lật ra cái xe đó. Tí nữa tôi nhà giàu hiểu không? Rồi tí tính ra may mắn một cái là cái giường này nó ăn điểm nha bạn. Vấn đề là cái giường nó quá ăn điểm, mình không biết cái giường đâu ra. Tôi không biết là Sam lấy đâu ra cái. Tôi không biết là cái gói đâu ra nha. Nó ăn điểm từ cái giường nha, thật sự. Rồi trời ơi. Đạo nữa tuyết em không biết nhăn chứ sao nữa. Em ra em dựng cây rồi, em ngủ trên cây cho chị đó. Em dựng cái rừng băng tuyết cho chị. Đúng rồi, trời ơi em làm chúa tuyết luôn. Đúng rồi, bà chúa tuyết em. Ôi trời. Cái gì mà tôi nhét vô hết rồi, tôi thấy cái phòng này tôi thấy 10 điểm rồi. Còn ai chê tôi đúng không? Quá tuyệt vời, không còn gì để chê. 10 điểm không có nhưng. Các bạn hiểu không? 10 điểm không có nhưng. Em tư vấn Sami nghe đồn là hôm bữa là Phong có trang trí
nhà không cho xem thử được không? Không hả? Trời ơi bạn ơi, sao bằng chị được? Em cần nghĩ đẹp hơn. Nhưng mà Phong, bộ đó đâu giờ Phong toàn chơi rồi đập tiền vào không hả? Ừ thì đó, cái phòng đắt thì lắm mà có đẹp bằng em đâu. Ôi. Đâu đắt cho ghé xíu nha. Ê ghé được không? Mình ghé được không? Được. Ok, tí ghé nha mọi người che nhiều vô nha. Rồi chốt đi. Rồi chốt qua nha, ok. Và đây là căn phòng của Sammy Đào. Trời ơi, quá trời đẹp. Nhưng mà nó có giá bao nhiêu ạ? 28k gọi là gì ta? K tiền người ta vào bốn. Và bốn kim cương này là mình mua cái thùng rác với bạn. Nó rẻ nha. Mua đắt. Thôi. Rẻ bà ơi. Hả? Bà chưa tính. Ờ, chúng ta 270 lật gói. Còn mấy cái đồ khác nữa. Đúng rồi, nhưng mà bà tính vậy để chờ sợ. Thật ra là căn phòng này là may mắn là do mình lật bằng gói mà. Mình mà lật bằng gói thì cũng một đống tiền rồi. Ok thôi tính tiền nha. Đây tính tiền. Rồi, không được tài sản. Muốn mua không? Có. Mua, mua bao nhiêu ta? Em nghĩ chị thêm tầm mua 1000 thôi. 70 đúng không? 70 ok, 70 kim cương mà tối thêm 70 kim cương nữa. Đùa đúng không? Thừa đó. Rồi. Đây là căn phòng màu hồng của mình các bạn ơi. Các bạn chấm bao nhiêu điểm cho căn phòng này? À. Tôi vẫn chưa một điểm. Gì? Điểm gì? Căn phòng có màu hồng rồi đó. Đúng rồi. Trang phục thì chưa hồng nha. Hồng á? Bây giờ mình hồng okay. Thì mình hồng một lượt đúng không? Rồi, giờ tôi sẽ biến hình nha bạn. Biến hình trong 3 giây nha. 3, 2, 1, BOOM! Làm sự kiện đó mọi người, tôi phải làm sự kiện đó. Bay đó, nó bay đó. Ê, xin thôi liền. Thằng nít sao mình lấy được. Không bay được luôn á. Ông bay này làm sự kiện, em hết sự kiện mọi người, tiếc lắm. Sự kiện hoa đào, đó, ông bay này là, đó, ok, là đủ tiêu chí cho mọi người. Các bạn chấm phòng là bao nhiêu điểm, từ chê tôi sao, chung là em là này 10/10 đó. 10/10, rồi, mùi sao. À, tất nhiên là 10/10 rồi, bởi vì sao? Tại vì bởi có một quân sư nha, các mui ngồi đây, các mui đảm bảo chỉnh như nào, chỉnh như thế, đến ưng căm, chỉnh theo okay, ý căm. Rồi đó, ok rồi, còn các bạn chấm cho cái phòng này bao nhiêu điểm đừng quên comment nha. Còn bây giờ, mọi người muốn qua phòng phong cực đúng không? Tôi chỉ có đi đây. Đây. Xem thử coi. Trời ơi, muốn qua dễ đây, từ từ, mui on nè, hay phong cận màu hồng luôn hả? Tại em cưới phong cận chị. Người ta cưới phong cận nè, người ta có dẫn nè. Ê, giờ làm sao vô nhà, em không biết vô. Người ta phải on mới vô được luôn. Đúng rồi, xóa bạn kìa. Xóa bạn, ủa? À đây, ghé thăm nhà. Trời ơi, chị này không biết thì sao sao tên tôi màu hồng nó. Trời ơi, quê mùa. Trời, chưa khoe cái nhận cưới 2 triệu của tôi hả? Lời. Em cũng có cái này. Đúng rồi. Mình đâu có gặp rỉ như các bạn đâu. Rồi, sự đào bay tới nè mọi người. Tụi bay tới thân em thấy chị hồn ma Sam Đào. Ủa, các bạn ở trong vậy? Đâu, chắc chẳng là có nhiều. Không, cái đó là cái cái nhà này đó hả? Đúng rồi, cái này là cái nhà này đó hả? Tôi vẫn hôm bữa có cập nhật gì đâu. Này, cập nhật gì đâu, tại vì đó bây giờ tao bay lên trên, tôi nhớ là trên trần mọi người đó. Phong trên có hả? Cái trên, nhà giàu lắm chị. Trời ơi, Phong cần đất kích mà em là ở trên tầng lầu. Phong bảo là em là của quý gì đó. Đây, thấy gì không? Thấy ngoài vậy đó. Phòng của Phong cần nè. Phòng cận hay phòng em? Phòng cận làm cho em nè. Wow. À, rất là rộng quá, sao đi đào rồi đó, ok. Nhưng mà không hiểu sao tôi cảm giác cái phòng này nó chưa đủ đô với chỗ chiêm lắm. Thì em thấy sao, nó chấp điểm thật lòng. Đủ mấy cái gì, cái kệ sách kiểu không chấp nhận rồi. Cái nồi lẩu vậy. Đúng rồi, nó màu thật là cái phòng này nó đã nói thẳng ra là đẹp 100% màu thì không có nha bạn, nó kiểu là sơ sơ thôi. Cố gắng để nhồi nhét vào đồ đó. Đó, đây đúng rồi, cố gắng mua mà một đống tiền đó. Đúng tiền đó. 6/10 đi. 6/10. 5/10 là điểm thực tế, còn 1 điểm là do tốn tiền. Đó. Ờ rất tốn tiền, phòng này hơi tốn tiền nha. Nó có mình. Nó có mình nè, ok. Đó rồi, ok. Ê giờ ta trao còn 800 kim cương. Có chứ. Nè đúng rồi. Bây giờ nhớ thôi. Nốt nha, thôi bây giờ trong mình tại ra mình cũng chi tiền vào việc gọi là gì ta gacha, nhưng nói chung là để xem quay với 800.000 này. Nếu mà ra cái xe thì kiểu gì còn đẹp hơn rồi. Xong rồi. Trời ơi. Ok, giờ gacha nha. Rồi. Hơi tốn tiền đó các bạn, nếu bạn đừng quên nghe em đoạn này, các bạn đừng quên nha. À quên, đó chính là mình sắp được 3 triệu sập rồi, bạn đừng quên. Sắp rồi cho xem video để xem mà để có để chuẩn bị sắp 3 triệu sập, và sắp 3 triệu sập mình sẽ live stream ăn mừng nha bạn, các bạn đừng quên nha. Rồi, 3 triệu sập nha, rồi ăn mừng. Có ăn mừng là nhớ rượu là phải rủ ba đi ăn hả? Tao còn nhớ tốn tiền đó. Rồi ok. Gacha. Trời ơi. Rồi. Còn nhiều tiền lắm.
Lâm, mở đi. Xe. Không lẽ không được cái xe đúng không? Không lẽ không được cái xe? Không lẽ không được cái xe? Được hai đôi giày. Không lẽ không được cái xe đúng không? Ba đôi giày. Ba đôi giày. Cất đi tiền chị mà. Ok. Bốn đôi giày. Ba đôi má. Đã đôi của bố đó. Đôi là mở đó bà, là bà mở đó. Thôi mở đi chị. Cho gì đó. Tôi à. Gì đó ga cha. Năm đôi giày. Chúc mừng Sammy. Hehehe